đến C7. Thế tức là toàn bộ cái tay này hầu như nó tê liệt hết. Mỗi khi mình quét nhà hoặc làm cái việc gì nhẹ nhẹ đấy chỉ còn vài phút thôi, hoặc là cầm cái quyển sách này mấy phút nó cũng tê. Thế nhưng mà khi mà nghe thấy mọi người nói chuyện là năm ngoái có đến đây học thì em không tham dự được. Nhưng mà nghe nói là có cái cục đá đấy trường được thì tối em trước khi đi ngủ là em trường đây. Thế sau đấy là hai cái tay này ấy, là các ngón tay tê liệt hết ấy, thì em để lên trên cái hòn đá này. Ừ, đấy lên cái chỗ đêm nào. Dạ. Thế thì dạ. Thế thì phải nhờ người từ Việt Nam cầm sang hộ. Vì ở đây không bán. Thế khi khoảng 2 tháng nay ấy, thì khi mà mình đi ngủ mình cảm thấy thiếu thốn khi mà không có hòn đá đấy. Mình ngủ mình thấy nó rất là ngon. Cái thứ hai nữa là cái tay mình nó đỡ tê đi. Thì có thể cầm được bút viết hoặc bình thường. Thì mọi khi là hầu như là cái tay này không thể viết được một viết các chữ rất là xấu mà to. Thế nhưng mà từ đấy nay khoảng 2 tháng nay là thấy nó rất là tiến bộ. Thì nghĩ là cái không biết hòn đá này là nó có một cái tác dụng gì hay là một cái ma lực gì thì không biết. Nhưng mà thấy là nó rất là tốt đối với sức khỏe. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.